Xin chào cả nhà, chào các bạn nhỏ đang theo dõi video của anh nhé. Hôm nay anh rất vui khi được gặp lại các em. Video này anh sẽ không làm về giới thiệu đồ chơi nữa, mà anh sẽ làm về một game vui để các em chơi giải trí trong lúc căng thẳng mệt mỏi sau khi học bài. Dịch Covid thì kéo dài rất lâu, bây giờ các em được đến trường, có nhiều bài tập thì sau khi học tập các em có thể thời gian rảnh rỗi mình có thể giúp đỡ ông bà bố mẹ làm việc nhà, dọn dẹp rồi chơi với các bạn bên ngoài, hoặc là chúng ta có thể chọn một cái game nào đấy chơi để giải trí, nhưng mà lưu ý là chúng mình chơi một chút thôi, trong một ngày chỉ nên chơi từ 30 phút đến 1 tiếng. Game sinh ra để cho chúng ta chơi giải trí chứ không phải để chúng ta phụ thuộc chơi để nghiện game đấy. Thì anh xin giới thiệu với các em một trò chơi tôm năm nơi. Chúng ta thử xem là chơi cái trò chơi này như thế nào đấy. Tại vì anh cũng ít khi chơi game, cũng không biết gì về game nhiều, nên là chỉ chơi để cho các em thấy, và các em thấy chọn cái trò chơi nào vui hợp với mình thì chúng mình sẽ chơi. Cái anh chàng này đi để đi vào những cái này. Chúng ta sẽ phải chạy theo những đường này, vững chắc này, tránh chướng ngại vật này và ăn cái kim cương này. Đấy, nếu sẽ ăn đúng hướng nhưng mà rơi. Ồ đấy, anh béo nói là giữ đúng hướng không là rơi, là cái rơi ngay. Chúng ta chơi lại nhé. 2140 điểm là vòng chơi đầu tiên của anh này. Sao nhỉ? Chúng ta phải đi ăn những viên vàng rồi nhá. Ăn cái nam châm này là tự hút này, vàng tự hút vào người luôn. Đấy, mình không cần phải nhảy nhá, vàng nó tự hút vào người mình luôn. Trò này là mình phải nhanh tay nhanh mắt này. Đấy, tàng hình luôn này các bạn. Đấy, không biết là tàng hình hay đóng băng nữa, người nó mờ đi rồi. Có hai hướng thì mình sẽ theo hướng nào được. Nhiều vàng quá ạ. Ôi, thật sự anh em nói là anh không giỏi chơi game, nhưng mà anh muốn chơi để cho các bạn thấy là chơi game nào vui và hợp với mình thì chúng mình chơi. Cái trò này khả năng anh không có năng khiếu, anh thấy anh chạy toàn thua thôi. Đấy, ui, hai chiếc lại vật liền các bạn. Điểm cao nhất của anh không biết là bao nhiêu mét. Chúng ta thử nhìn xem bao nhiêu mét nhá. Em có thể chơi cùng anh để thi đấu với anh xem là ai có kết quả xa hơn. Anh nghĩ là sẽ rất nhiều bạn chơi với anh. Rất nhiều chiếc lại vật luôn. Sao mình không nên tham ăn vàng luôn. Ôi, biết ngay tại vì anh nhảy hơi sớm. 197 mét nha. Các bạn là chơi cao hơn anh không? X2 à. Nó cứ tự nhảy đi giữa các bạn. Ôi, khả năng là anh phải sản lượng nhiều thì mới giỏi cái trò này. Đấy, thấy chưa? Đấy, lên. Đấy, đấy, anh đang quen dần rồi đấy. Anh đang quen dần rồi đấy. Anh đã quen dần rồi đấy. Ngon chưa? Đấy, cứ cầm cái cục kim cương này hút được hết vàng luôn. À quên, cầm cục nam châm nữa các bạn. Anh phải có cục kim cương. Sai luôn. Đấy, bật qua. Hay quá. Khiên bảo vệ này, khiên bảo vệ này. Chui này, chui tiếp này. Chui này. Cái đường không biết nó có lặp lại không các bạn. Ô, quá tiếc luôn. 447 mét này,
lập kỷ lục chạy 1 km cho các bạn này. Cố gắng hôm nay mình chạy cao nhất được 1 km này. 1 km là 1.000 m đấy các bạn. Chùa này nó rất là buồn cười là ôi à nó sẽ không cho mình lấy đâu đâu ngoài đấy, nó sẽ chỉ chạy theo ý mình một lúc thôi, xong rồi nó sẽ tự chạy ở giữa nha các bạn, là mình phải đấy không có toàn ôi tí chết em không nhìn thấy cái phim cái cục cục gỗ ấy đây sẽ ăn luôn. Đấy, ôi, càng ngày như nó càng nhanh như các bạn. Ui giời, ui chán quá. Ăn hơn 400 m. Không biết là có phải tốc độ càng ngày nó càng nhanh không, mà anh thấy rồi anh chạy được đến 400 m là thấy nó hơi nhanh nhanh. Mắt mình không nhìn kịp. Chùa này anh thấy khó nhất là lúc đi qua cái đường nó bị gãy. Ô, đâm thẳng rồi các em, anh tưởng nó không đâm thẳng, dường như lúc đấy là mình sẽ tự được rẽ sơ suất lắm. Thứ hai nha, giờ anh nghĩ chùa này vàng không quan trọng lắm, chỉ chú trọng đến cái quãng đường mình đi được á, mình đi được bằng xa thì nhất định là mình sẽ được nhiều vàng, không ít thì nhiều, không ít thì tức là nó sẽ không được tối đa nhưng mà nó sẽ được nhiều hơn là bình thường. Đây các bạn này có đi rất là ăn chung cơm như giờ ôi con này đang tâm rồi ngon dữ quá. Ấn nút ấn nó không bị dậy lắm. Mình chết oan này. Chết oan này. Đấy, nó không nhạy à. Tha luôn đường thẳng qua luôn, tha luôn. Tha luôn, x, tha luôn. Ủa, ui dồi ôi, chứ lại như tục. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Sợ chưa, sợ chưa. Ui. Ui dồi. Mình chọn sai đường đấy ạ, mình sẽ sai đường, đường đấy là hơi đau. Ôi cái này thì đơn giản đấy, chui luôn, chui sướng quá. Cái trò này nhé, không phải em cứ gặp chướng ngại vật em ấn được luôn, mà phải đúng cái tầm của nó, mình ấn sướng quá là cũng không được. Sao bây giờ chưa gì đã xuất hiện mấy cột gai này, cột sắt này. Sẽ... anh rất hay trộn tay là giữa tay phải. Nhưng theo anh là nên giữa tay trái. Đấy. Tay trái hình như là sẽ ít chứng lại hơn các bạn. Sẽ trái. Sẽ phải. Sẽ trái. Bây giờ thì đơn giản là phát út này, ốp ngáo hơi ba mặt, ngáo hơi ba sẽ trái, sẽ trái an toàn, an toàn, an toàn. Quãng đường quá bây giờ đang là một cây này bay, ui chạy nhanh quá không nhìn thấy. 500 rồi, 501 m rồi ạ, 501 m đã được một nửa mục tiêu chúng ta đặt ra. Càng ngày mình càng được quen đúng không, mình càng được điêu luyện, làm cái gì cũng phải có sự luyện tập, nên là các em học tập cũng thế nha, phải là chịu khó.
Làm bài được rồi. Quay tắt nhỉ. À, ăn bảo vệ luôn ngay bắt đầu. Nếu như bảo vệ là mình chạy qua cái chỗ đấy thôi nhỉ. Nhưng mà anh thấy nó chắc nó có bảo vệ ở cái tầng trong này. Anh thử đâu gặp tôi. Vừa thử thì nó chết. Anh định thử cái khiên đấy xem là cái khiên đấy nó bảo vệ được những gì. Khi nào ăn được cái kia đấy anh sẽ thử xem test xem là nó có bảo vệ được chạy qua những cái chướng ngại vật này không. Ví dụ mình đi qua vào cái mình đi vào cái bàn cái trụ trông ấy mình sẽ không bị chết nữa. À, ta ăn được cái kia đấy mình sẽ thử. À, mình chơi được chơi thì mình sẽ biết được hết cái công dụng của những cái món đồ nhận được. Ví dụ như X2 này thì chọn nó sẽ X2 vàng cho mình này. Cái nam châm nó sẽ hút vàng, mình không phải đi theo cái đường nữa, vàng nó sẽ tự trôi rồi. Cái còn cái kia đấy thì anh chưa tìm hiểu, anh đang phải tìm hiểu xem là công dụng của cái kia đấy là gì. Công dụng của cái kia là gì nè? À, chạy qua cái không sợ này. Chạy qua cái nước không sợ, đi qua cái chết này. À, cũng không chết này. Chú. Thay sim à? Cháu thử nắp lại cho chú xem có được không thôi chứ. Không đăng ký sim được. Cháu không đăng ký sim mới. Thì mình cũ rồi nhưng mà vẫn tốt không có. Bây giờ tức là cái đồ hỏng là đấy cố cũ. Cháu không làm được cái đấy. Cái đấy phải ra ấy ruộng trung tâm Viettel. Hả? Phải ra trung tâm Viettel mới làm được. À. Phải ra cái đại lý của nó mới làm được. Cháu chỉ lắp lại thử cho chú. Bây giờ tức là sim của chú nó nóng gì? Tự nhiên nó sao nó bố là lắp sim vào. Tự dưng nó bảo lắp sim hả? Hả? Tự dưng nó bảo lắp sim hả? Tức là nó nóng rồi. Nóng. Đợi tí cho lắp lại cho chú xem có được. À lắp lại rồi à? Lắp lại rồi nhưng không được á? Thế là cháy sim rồi chú ạ. Cháy sim. Vâng, cháy sim này làm lại số giữ số cũ thì chỉ có ra trung tâm. Ở đây chỗ nào? Chú phải ra cầu xe chú ạ. Bên đây. Cái app quay phim của anh là nó chỉ được 10 phút một lần thôi. Nên là cứ bị ngắt giữa chừng. Đấy, anh đang chơi ngắt. Mà có khách này. Mình ăn chơi lại nào. Kỷ lục hiện tại vẫn là 1679 nhé. Số vàng thì có hơn 700 luôn. Anh nghĩ là này sẽ ăn được nhiều vàng hơn. Mình tập trung mình làm, tập trung vào việc thu vàng nên sẽ được nhiều hơn. Còn vừa nãy là tập vui. Mãi nói quá. Mãi tâm sự với em quá. Đang chơi game muốn hát đâu ạ. Đang ung dung trên trời đặt mây xanh xuống chơi. Anh hát không hay lắm nhưng anh không dám hát.
Ăn cái kim bảo vệ nào. Rồi, quá đẹp luôn. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm vì bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều nguyên liệu. Anh mong ngóng mắt em cùng, ta yêu sai hay đúng, vì biết đâu là còn thương. Khi báo quá rồi, bắt đầu nhanh rồi. Ôi, không ung dung nữa nha. Tập trung vào nha. Không hát hò nữa nha. Nên ăn x2 cho được nhiều vàng nào. Đấy, bây giờ chuyến này sẽ nhiều vàng hơn rồi xem nào. Anh sẽ kết thúc nhiều vàng hơn rồi. Ui rồi, mất cái 500 rồi. Tăng tốc rồi đấy. Một trăm người, một người. Ôi sao cái số vàng thế, nó nảy nhanh mà đến lúc tổng kết nó được ít rồi. Rất là ít luôn. Mọi người, các em nên nhớ là khi mà mình ăn cái kim bảo vệ rồi thì chướng ngại vật nào mình có thể chạy qua luôn nhé. Không còn phải sợ. Cứ chạy thẳng thôi. Lúc đấy là coi như mình không cần điều khiển nhưng mà cùng nữa không sợ bị chết. Ăn nước cay rồi. Ăn nước cay là ăn nhân hai cái số vàng mà trong cái lúc em chạy đi em nhặt được, chứ không phải nhân x2 tổng số vàng mà các em nhận được khi chơi hết. Mình không thể hiểu làm được mà. Tất cả các công cụ hỗ trợ mình nhận được khi chơi trò chơi này đều có thời gian nhất định hết, chứ không phải là mãi mãi, không phải là suốt cái trò chơi này. Sáng nãy mình có thể xuất thần chơi được nhiều đấy nhỉ. Quãng đường siêu dài luôn. Cái số vàng mình nhận được là mấy, tại vì em chỉ cần chú ý được quãng đường mà anh chạy được thôi. Chỉ chú ý cái thành tích đấy. Đường quãng đường thì mình không cần để ý nhé. À quên, vàng ấy, vàng thu được thì mình không cần để ý. Chọn toàn bên trái, thì đã toàn bên trái. Bên phải anh thấy có rất nhiều chướng ngại vật. Toàn khóa. Nhưng mình chơi đi chơi lại nhiều lần thì nó sẽ xuất hiện đi. Cái chướng ngại vật. Ôi, nhảy chậm quá. Nhảy hơi chậm. Ăn quả kim cương còn được. Trong các chướng ngại vật thì chướng ngại vật này là dễ nhất này. Cái này là khó này. Đấy, vừa nó khó xong thì cái bàn quay của anh nó hơi hẹp nên là anh không thể trực diện mặt của anh được. Anh phải lấy chóng một chút. Chú chui ngon, chui luôn. Quả này phải lên.
2. Chứ ngại vật hơi nguy hiểm, mình nói là combo ạ. Chứ ngại vật combo ạ, combo nó hơi nguy hiểm, nó hai chứ ngại vật liền nhau là mình hay bị chủ quan. Qua được một cái rồi thì mình không qua tiếp. Hay bị đai chỗ đấy. Ăn luôn. Sẽ ăn luôn. Ngon rồi. Ngon rồi. Quá đẹp. Lắm lúc là mình rất buồn cười. Ô, sợ chết nãng chẹt hết mình. Sang. À, cái đoạn đấy là anh để ý là mình sẽ phải đến cái vị viên vàng cuối cùng mà mình nhảy là vừa. Chứ mình không được nhảy sớm quá, sẽ không qua được cái ô đấy. Ăn luôn. Bảo vệ luôn. Rồi, đây còn ngon gì nữa. Còn ngon gì nữa. Rất là khó hiểu. Thế những cái khoảng nhảy này rất là khó hiểu nhé. Đến lúc mình ăn đến cái viên vàng cuối cùng mình nhảy thì vừa, còn đến lúc thì ăn đến viên vàng cuối cùng nhảy vẫn chết, vẫn không qua. Thế tài chứ. À, cứ qua. Qua luôn. À quên. Đừng nhìn được suy nữa. Đang bảo vệ cái túi. Bạn kia mà cứ quen tay thì sẽ không thấy nào. Rồi đó là ăn luôn. Đấy, thế cái này. Ăn rồi. Điểm số là nó sẽ hiện bên góc trên bên trái màn hình. Qua. Có được một cây không? Có được một cây hết không? Ăn bảo vệ là thẳng luôn. Càng tốt luôn. Khoảng đường 525. Đây. Rồi. 570 mấy đấy. Ăn thiên. Ui, quá đẹp. Ui, trời ơi. Ăn luôn. Ăn luôn luôn. Né rồi. Khi mà ui giời. Khi mà chuẩn bị hết bảo vệ nên là nó sẽ nháy các bạn. Nháy nha. Mình chú ý. Đừng có cậy bảo vệ luôn này. Cứ chạy thẳng lên. Quay đó đi. À, tốc độ nó nhanh lên rồi các em. Nó nhanh lên rồi. Nắm mặt rồi đấy. Đây là mình từng chú ý ăn vàng đi nhé. Hình như là anh đạt được mục tiêu của nó. Ôi, tiếc quá. Hình như là anh đã phát kỷ lục rồi. Phát kỷ lục của quãng đường nó nhanh quá, nhanh lên quá anh. Quá nhanh luôn. Để trái một cái nào. Không phải là chấm dứt ở đây không. Ôi dồi ôi. Nó như điện luôn. Quá nhanh luôn. Quá nhanh luôn. À, đang không được làm nữa. Mình phải để làm. Ôi dồi ôi, ông ấy đang chạy như điên luôn. Cái nhân vật mà anh đang gọi anh đang được cái này. Ông ấy chạy. Wow. Điểm anh đạt được là 225.900. Đấy, có bạn nào chơi được
vượt điểm của anh thì comment ở bên dưới hoặc gửi link video hình ảnh ở bên dưới nhé. Anh đang chơi game mà không, anh không nhớ tên lắm, hình như là Boom Runner rồi. Để anh xem, nó là Temple Run 2, Temple Run 2 ở trên trang game vui, game vui chấm game các bạn. Điểm số mà cao nhất của anh đạt được là 225.900 điểm. Số điểm này là khoảng cách anh chạy được 1679 mét và số vàng anh thu được là 725. Vàng thì anh xác định anh không ăn được nhiều lắm, tại vì là chủ yếu là sẽ anh phấn đấu ở quãng đường. Mà anh đặt mục tiêu là 1000 mét nhưng mà anh đã chạy 1679 mét đấy. Thế thì cũng có phải có quá trình đúng không? Chúng ta chơi nhiều chúng ta sẽ giỏi lên, và chúng ta học nhiều chúng ta cũng sẽ giỏi lên. Và em không thể nói được là em học kém, em học không được giỏi, mà chúng ta chỉ có điều là chúng ta chưa chú tâm vào việc mà chúng ta cần làm, nên là chúng ta chưa giỏi. Còn khi mà chúng ta tập trung học, tập trung rèn luyện về một vấn đề nào đấy thì chúng ta sẽ có ngày chúng ta giỏi lên. Đó. Tin thế chúng ta có thể chơi lại nhé. Thời gian chơi của anh, cửa hàng của anh ở ngoài mặt đường nên là tiếng nó sẽ hơi ồn, nhiều khi xe ô tô to đi qua mình sẽ không nghe thấy. Rất mong các em sẽ cố gắng theo dõi video ủng hộ anh. Đấy. Thời gian của chúng ta chơi đang là 28 phút, đúng một tiếng hoặc là 45 phút thì anh sẽ nghỉ. Vì như đầu video anh đã nói là chúng ta chơi một ngày chỉ nên chơi từ 30 phút, tối đa là một tiếng, vì chơi quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe và khiến các em bị nghiện, bị phụ thuộc vào game. Có thể chơi lại để có thể thành tích tốt hơn, nhưng mà thành tích tốt nhất của anh hiện tại bây giờ là 225.900 điểm. Chơi lại nào. Chắc là anh chơi nốt lần này là nghỉ buổi hôm nay nhé. Mai thì anh sẽ lại chơi một trò chơi khác để giới thiệu với các em. Mỗi ngày mình sẽ chơi thử một trò chơi để xem trò chơi nào vui và hợp với mình thì mình chơi. Còn hôm nay thì đến cái tầm giờ này là 1:30 chiều rồi, nên là cả anh bắt đầu cũng có người khác rồi, anh sẽ không thể ngồi chơi được. Mình chỉ nên chơi khoảng 30 phút, tối đa là một tiếng thôi, vì mình còn nhiều công việc khác. Người lớn thì đi làm. Còn các bạn nhỏ thì học bài, còn phải ôn luyện thư giãn một công việc khác đúng không? Chúng ta không thể ngồi thì một ngày suốt ngày chơi game ngồi với máy tính được. Thì thực ra là các nhà sản xuất tạo ra những trò chơi mục đích này để làm chúng ta giải trí trong những cái giờ làm việc hoặc là học tập căng thẳng, chứ không phải là chúng ta phụ thuộc vào nó. Suốt ngày chỉ biết ngồi trước màn hình để chơi game. Ơi gì cu hả? À, bài cho Nga hả? Ừ, nói bài chứ gì. Gọi con Nga đợi tí, sắp xong rồi. Đợi tí, sắp xong rồi. Quá. Ừ. Quá đấy. 4.000 một tờ. Ừ.